Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mualinhkien.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn sản phẩm máy đo nhiệt độ và độ ẩm cho tường TA218A. Sản phẩm này được bán tại website mualinhkien.vn. Các bạn lên website gọi từ khóa TA218A để mua sản phẩm. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của chiếc máy này. Chiều dài của nó là 12,02 cm, chiều rộng là 9,7 cm, độ dày của nó là 2,2 cm. Phía sau của nó là pin nguồn và nút chế độ. Chiếc máy này sử dụng pin 3A là pin nhỏ 1,5V. Pin này các bạn cũng có thể mua tại các sản phẩm điện trường VN. Các bạn chỉ việc lắp pin này và sử dụng. Đây là nút cặp để chuyển chế độ, độ F và độ C. Đây là độ C, các bạn khi nó đoạn gạt cái nút này sang thì nó chuyển sang độ F. Đây là độ F, các bạn gạt nó nữa thì chuyển sang độ C. Thì chiếc máy này có chức năng là hiển thị giờ. Đây là giờ, ngoài ra là có cả ngày tháng nữa. Các bạn có thể điều chỉnh giờ bằng cái nút thang này. Các bạn ấn những ấn giữ là nó sẽ nhấp nháy các bạn điều chỉnh đây, nó sẽ điều chỉnh bằng nút này. Đấy, một lần nữa sang nháy. Đây là ngày, đây là tháng, đây là ngày, các bạn cũng có thể điều chỉnh được ngày tháng. Ở phía dòng đầu tiên là giờ, dòng thứ hai là hiển thị độ C và độ F, dòng thứ ba là hiển thị độ ẩm. Độ C thì cái máy này giới hạn từ 0 độ đến 50 độ C. Độ ẩm thì từ 10 đến 6 đến độ ẩm thì... Độ ẩm của nó RH thì từ 10 đến 98%. Độ ẩm là từ 10 đến 98%. Ở đây có cái chế độ mắc của pin, các bạn ấn mắc của pin. Đây có điều chỉnh lên xuống này. Đây là con cảm biến THT11. Đây là đầu cảm biến để đo nhiệt độ và độ ẩm. Ngoài ra ở đây có một cái lỗ để các bạn treo vào cái pin đóng lên tường rất là đẹp, nhỏ gọn, thích hợp với sử dụng trong gia đình để đo nhiệt độ và độ ẩm. Đây là cung nước, các bạn có thể nhúng con cảm biến này vào đây để đo nhiệt độ của cung nước này. Đây là đo cảm biến. Ngoài ra là có chế độ chuông báo nữa, đây là chế độ chuông báo. Vậy là mình đã giới thiệu xong sản phẩm máy đo nhiệt độ của độ ẩm TA218A. Các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để theo dõi những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.